Đợt dịch COVID-19 thứ tư ập vào Việt Nam có dấu mốc từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, khi cơ quan chức năng phát hiện một ca nhiễm tại Yên Bái là một nhân viên khách sạn. Ca mắc này có thể đã nhiễm một biến thể từ Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm mạnh mà sau này người ta gọi là biến thể Delta. Sau 3 đợt dịch, nhiều người có thể không nghĩ rằng đợt dịch thứ tư lại nguy hiểm đến thế. Khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thông báo thông tin về một người đàn ông 35 tuổi có kết quả dương tính COVID-19, đợt dịch thứ tư bắt đầu lan tới Thành phố Hồ Chí Minh. Thật khó tin khi thành phố năng động và hiện đại nhất cả nước lại có những ngày vắng lặng như thời điểm ấy. Không rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.